Nghề vẽ minh họa thời trang là công việc mà người họa sĩ mô phỏng ý tưởng của các nhà thiết kế hoặc mô phỏng một bộ trang phục được trình diễn trên sàn runway thông qua bản vẽ. Điều này sẽ thể hiện tốt hơn ý tưởng, form dáng, chất liệu vải mà nhà thiết kế mong muốn. Nhờ đó, các xưởng may có thể gia công sản phẩm một cách chính xác nhất. Mặc dù công việc này đã phổ biến ở một số nước như Mỹ, Pháp, Ý, nhưng tại Việt Nam, vẽ minh họa thời trang vẫn là nghề khá mới lạ và chưa có nhiều người theo đuổi. Những bạn trẻ đang theo nghề chủ yếu xuất phát từ ngành thiết kế thời trang hoặc các ngành liên quan đến hội họa, mỹ thuật, kiến trúc. Muốn làm minh họa thì phải tự học và tự tìm hiểu rất là nhiều. Ngoài ra thì là cái nghề minh họa này là đòi hỏi là người minh họa phải rèn luyện liên tục và phải kiên trì thì mới có thể có kết quả và có được cái nét bút cá nhân. Hiện nay, xu hướng thời trang của giới trẻ đang hướng về các thương hiệu nội địa với các sản phẩm thiết kế riêng. Vì thế, nhu cầu sử dụng các bản vẽ minh họa thiết kế của các cửa hàng ngày càng cao, mở ra nhiều cơ hội cho các bạn trẻ đam mê vẽ minh họa thời trang. Quý khán giả yêu thích thời trang có thể liên hệ các lớp học vẽ minh họa thời trang với học phí dao động từ 4,5 đến 7,5 triệu đồng mỗi khóa.